Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa chớm, xót xa cho chàng cuộc sống phê nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Cho trời đất cũng tan thương mà khổ đau niềm gì. Chốn hòn liêu tiêu sơ hàn nằm thầm nghe trăng vỡ, chốn mơ vỡ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi trời đất cũng tan thương mà từ nay còn đâu. Vâng, cả nhà thấy sự tiến bộ rất hay, Hồ Văn Cường hát rất tốt, nên cả nhà bỏ tay lớn lên. Chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn nằm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng có hồn phách vút lên cao mà từ nay còn đâu. Trăng vàng ngầu trăng thương tình chưa về, ta nhìn trăng.
Ngọc Sơn nói mới tâm sự bên trong. Nói thiệt á, fan club thì thường thường là chỉ yêu một thần tượng mà thôi. Không có chuyện nó cũng có lý do, không sao. Nhưng vấn đề fan của Hồ Dân Cường, những bà mẹ, những người cha, những tất cả các cô, chú gì nè rất tình cảm. Ngọc Sơn để ý nãy giờ không phải riêng cho Hồ Văn Cường mà tất cả mọi người, và đặc biệt là các giọng ca trẻ vỗ tay rất lớn. Ngọc Sơn thương lắm. Ngọc Sơn khoe là đây là số 1 trong thế giới, dễ thương số 1 thế giới.